Rồi, thân chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Trong cái video này thì tiếp tục cái hành trình á, làm sao đó để giúp cho bạn có thể tạo được 1.000 đô la thu nhập đầu tiên từ Internet và với cái kinh nghiệm dường như bằng không. Thì đây chính là cái một cái website mà Sơn cũng mới tạo ra để cho các bạn, nếu như bạn muốn đăng ký cái bộ video để hướng dẫn cho từng bước một để tạo ra được hàng ngàn đô la thu nhập từ trực tuyến từ Nguyễn Tùng Sơn, và tôi sẽ trực tiếp là người hướng dẫn và giúp đỡ cho các bạn làm thế nào để đạt được điều này. Đó, và dường như bạn không cần phải có kinh nghiệm trước đây. Đó, và thì bạn chỉ cần nó điền cái email của mình vào ở khung phía bên dưới thì cái bài học sẽ được ngay lập tức gửi cho bạn. Thì cái này nó sẽ được miễn phí cho bạn nha. Nhưng trong thời gian tới thì tôi sẽ không có còn miễn phí nó nữa, và đâu đó chỉ giới hạn khoảng 100 người thôi. Đó, nếu như còn 27 suất cuối cùng thôi. Nếu như bạn muốn quan tâm ấy, thì hãy đăng ký cái chương trình này ở đường link mô tả phía bên dưới video. Và bên cạnh đó, nếu như bạn đã quan tâm về những cái cách kiếm tiền từ Clickbank và cũng như là cái hành trình mà làm sao đó từ Sơn kiếm được từ con số 0 và đến từ cái việc để mình có thể kiếm được 1.000 đô la thu nhập một ngày trên Internet. Và trong cái chương trình này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một, và tôi sẽ chính là cái người mà thực hiện cùng với các bạn. Và tôi không chỉ cho các bạn không, mà tôi sẽ là người thực hiện. Ví dụ là tuần này tôi sẽ có một vài chiến lược, và sau đó thì tuần sau tôi sẽ lại đúc kết lại, tôi sẽ báo cáo lại và xem rằng cái cách đó có hiệu quả hay không hay là chưa hiệu quả, và cái tuần tiếp theo thì cái plan của tôi sẽ là gì, để cho các bạn hãy nhìn thấy được cái cách làm cụ thể hơn, và bạn sẽ nhìn thấy được từng bước một. Còn trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn á cái cách làm sao đó để chúng ta có thể chọn ra được một cái sản phẩm khi mà chúng ta mới bắt đầu kinh doanh trên Clickbank. Và như bạn đã thấy rồi á, thì trên Clickbank á, nó có rất nhiều những sản phẩm, những cái ngách khác nhau. Đó, mỗi một cái sản phẩm, mỗi một cái ngách lớn như vậy thì bên trong á, nó lại có những cái ngách nhỏ khác nữa. Và cái lời khuyên ở đây của tôi á, thì bạn hãy xem rằng liệu rằng bạn đang đam mê về cái ngách nào, đang đang mê về sản phẩm nào, bạn đang thích thú với những sản phẩm nào ở trên Clickbank như vậy. Đó, ví dụ là về những cái sản phẩm á, về computer, internet hay là cooking hay là về marketing, business hay là về education, rất là nhiều những ngách khác nhau. Đó, thì bạn thích cái nào, bạn yêu mến cái lĩnh vực nào thì bạn có thể lựa chọn cái đó để bắt đầu, để mình học cái cách làm, ok chưa nào? Và một vài những cái ngách mà chúng ta có thể bắt đầu nó dễ dàng hơn, ví dụ như là Health Infinite này. Đây là một cái chủ đề mà dường như nó rất là nhiều người Mỹ người ta đang rất quan tâm, bởi vì cái thị phần bên Mỹ thì người ta gặp vấn đề bị béo phì này, thì làm sao đó họ rất là quan tâm đến cái cách để giảm cân. Và về những cái chủ đề về self-help này, trong những self-help này thì có những cái ngách đó về hẹn hò, về cái cách làm sao để giữ được cái hôn nhân của mình hạnh phúc. Thì giả sử đi, bây giờ tôi sẽ bấm vào cái chủ đề về marriage and relationship. Thì cái trong chủ đề này, đây là một cái chủ đề mà tôi cũng rất là thích. Đó, và mình có thể lựa chọn một vài những cái chỉ số ở đây, cái chỉ số, và nó chúng ta sẽ có một cái bộ lọc, ví dụ như là gravity. Đây là cái chỉ số mà chúng ta có thể lựa chọn được xem rằng là cái sản phẩm nào đang bán chạy trong thời gian vừa qua trên Clickbank. Tiếp theo, đây là một cái mà chúng ta sẽ được bao nhiêu hoa hồng ở trên Clickbank họ trả về chúng ta. Thì đây là cái bộ lọc, nhưng thường thì về sau này tôi cũng không có để chỉnh cái bộ lọc này nhiều lắm. Một vài cái quan tâm ở đây là đầu tiên là tôi sẽ lựa chọn rằng là về cái tiếng Anh, còn những cái tiếng khác thì tôi sẽ không có marketing. Và một và cái yếu tố dưới này, ví dụ là cái sản phẩm này là nó mua được một lần này hay là mua recurring. Recurring tức là họ sẽ mua hàng tháng. Nếu như giả sử họ mua sản phẩm là mua hàng tháng á, thì chúng ta sẽ được hoa hồng hàng tháng. Hay là sản phẩm này có được dùng thử 1 đô hay không, thì cái này thì mình không có để ý lắm. Sơn hay chọn một cái này, đó là cái sản phẩm này bắt buộc á, phải có một cái trang để hỗ trợ cho cái người làm affiliate, cho những người làm về marketing. Rồi thì bây giờ Sơn giả sử Sơn kéo lên trên theo những cái chỉ số phổ biến, popular. Đó, popular cái độ phổ biến của nó. Thì bây giờ giả sử đây Sơn nó chọn cái đầu tiên. Cái sản phẩm này bây giờ mình vào thử xem rằng nó đang bán cái gì. Đó, và trong cái chương trình này thì nó là một cái chương Hi, trình á. my name is James. Cái chương trình của ông này á, đó là về cái cách làm sao đó để giải quyết được cái vấn đề mà sao nào? Ví dụ như là bây giờ chúng ta không có biết được rằng ông đang nói cái gì thì chúng ta có thể đưa qua Google dịch, đúng không nào? Đó, mình thoải mái vào, ví dụ như bây giờ mình đâu cần phải giỏi tiếng Anh đâu các bạn, không cần phải giỏi tiếng Anh không? Rồi đưa vào dịch đó, thì bây giờ ông nói rằng cái nỗi ám ảnh thầm kín của những cái anh chàng và những cái chuyển đổi đáng kinh ngạc với cái giao những cái cách làm sao được quan hệ tình cảm với cái người phụ nữ, quan hệ tình cảm không phải quan hệ tình dục đâu nha các bạn. Đó, và cái sản phẩm này thì cái khả năng là commission nó lên tới 90% đấy, và nó có khả năng tỷ lệ chuyển đổi rất cao.
và trong thời gian vừa qua nó đã bán được 119 đơn, thì tức là cái sản phẩm này cái khả năng chuyển đổi cực kỳ cao này. Chúng ta bán sản phẩm này là 46 đô và chúng ta sẽ nhận được hoa hồng là 46 đô, rất tuyệt vời đúng không nào? Thì vừa nãy Sơn có chọn một cái là đó là nó phải có cái chương trình hỗ trợ cho cái người làm affiliate, thì khi mà chúng ta bấm vào đây này thì dường như nó có hết tất cả mọi thứ và đây chính xác là cái điều rất tuyệt vời từ Clickbank các bạn. Đó thì Sơn cho các bạn nhìn thấy nha. Đó, ở đây nó cũng nói ra một vài những sản phẩm này của trong cái của cái ông này. Thì khi sau khi ông bán cái sản phẩm đồ phễu á, là 47 đô thì ông ấy bán sản phẩm tiếp theo là 97 đô. Đó, sau đó ông ấy tiếp theo bán sản phẩm tiếp theo nữa là 67 đô và tiếp theo nữa là sản phẩm 29 đô. Thì ông ấy liên tục ông up sale hay down sale liên tục. Thì chúng ta cái việc của chúng ta đơn giản thôi là chúng ta chỉ cần nó có một cái lưu lượng traffic ở đây, giống như hôm bữa Sơn đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Lưu lượng traffic ở đây sau đó mình sẽ chuyển về cái sale đầu tiên này. Thì khi mà sale đầu tiên này được xử lý rồi thì tự nhiên các sale khác á, thì do cái ông nhà cung cấp này ông ấy làm hết cho mình. Đó, mình chỉ cần tìm được khách hàng đầu tiên thôi, rất đơn giản các bạn. Đó rồi, thì vào trong này nó sẽ có một vài cái hỗ trợ cho mình. Ví dụ cái banner này khi mà chúng ta đăng lên website thì nó sẽ có một cái kích thước banner rất là đẹp rồi, đó, có sẵn hết rồi. Đó, có hình ảnh có sẵn, có kích thước có sẵn. Đó, thì chúng ta cần điền cái email vào thì ông sẽ gửi cho mình. Còn ví dụ là mình không có muốn điền email thì mình bấm vào skip mà thì nó sẽ tự nó tới cái trang tiếp theo. Hay là một vài cái là gọi là sample email đó. Thì khi mà cái sample email đây đó là những cái mẫu email có sẵn rồi. Thì bây giờ là mình không cần phải ngồi nghĩ nữa các bạn. Chẳng cần phải ngồi nghĩ nữa. Thì bây giờ nó có những cái mẫu email có sẵn rồi. Ví dụ là đây là email ngày 1. Đó, giả sử đây như vậy thì nó sẽ có những cái tiêu đề có sẵn, tiêu đề mẫu. Rồi những cái bài viết mẫu. Sau đó ông ấy bảo rằng mình chèn link vào chỗ nào cho nó hợp lý đây, thì mình sẽ chèn link vào cái chỗ đó mà ông nói. Cái link là cái gì sửa ra làm sao ông cũng nói. Cái link đây dĩ nhiên là link affiliate của mình nha các bạn. Đó, đây là email ngày số 2, sau đó email ngày số 3, email số ngày số 4, email tới ngày số 9 thì ông ấy viết hết cho mình rồi. Thì có phải là thay vì mình còn phải ngồi tự nghĩ cái này đó, thì khi mà chúng ta làm kinh doanh trên Clickbank á, thì nó có sẵn hết, chúng ta không cần phải ngồi nghĩ nữa các bạn. Nó giả sử bạn giỏi thì bạn có thể là tái chế nó lại cho nó phù hợp với cái văn phong của mình thôi. Đó, còn nếu như mà mình cảm thấy nó ổn rồi thì thôi cũng được các bạn. Đó, ngoài ra là ông còn cho mình một vài cái banner này. Đó, những cái banner này được thiết kế có sẵn rồi, rất đẹp không? Và ông đưa cho mình cái banner phù hợp với nhiều kiểu, ông ấy test và đo lường rất là nhiều kiểu khác nhau. Đó, và mình thấy cái nào phù hợp nhất để mình đưa lên website của mình để mình quảng bá thì tất cả mọi thứ nó đều được miễn phí, và mình chỉ cần copy cái đường link này thôi và sau đó chúng ta thả vào trên cái website của mình, giao diện website của mình thì nó sẽ ra được những cái hình này, được chưa? Rất là nhiều cái có sẵn hết rồi, mình không cần phải ngồi tạo ra nữa. Hay là ông sẽ đề xuất cho mình một vài những cái cách để mình trả phí quảng cáo làm sao cho nó hiệu quả nhất trên những cái kênh nào không? Ví dụ như đây sử dụng tag ad đi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tag á, là cái dạng chữ gì không để mình nó chạy quảng cáo trên Google AdWords hay là trên Bing, nó có sẵn hết rồi. Thì thay vì mình phải ngồi tạo ra thì nó có ông ấy ngồi nghĩ ra những cái hiệu quả nhất cho mình. Đó, rất tuyệt vời đúng không nào? Hay là mình ra thử một sản phẩm khác đi, sản phẩm thứ hai thì chẳng hạn, mình xem nó là sản phẩm gì. Đó, mình ở đây thì chúng ta có thể coi một vài những cái tiêu chí để xem rằng cái sản phẩm nó có ok hay không, được chưa? Thì cái tiêu chí của Sơn đó, là các bạn có thể ghi chép lại. Ví dụ là mình phải coi cái sales page của nó có đẹp hay không, giao diện có thân thiện hay không. Đó, và nếu như mà mình ưu tiên đó, thì mình nên ưu tiên là những cái sales page nào á nó vừa có video mà vừa có văn bản luôn. Thì cái con người thì người ta thích coi video, cũng có người người ta thích coi văn bản, thì cái này bạn phải lưu ý nha. Đó, thì trong cái trang sales page đấy nó có rất là hay là nó có sẵn rồi. Giả sử đi thì mình sẽ lựa chọn đây này. Đó, cái trang sales page này là chỉ có video mặc định thôi. Đó, thì nó rất là nhàm chán đúng không nào? Và người ta phải coi cái video này. And just 90 seconds from now, Đó, giả sử I'm như gonna vậy let thì người ta phải coi hết cái video đó thì nó mới tới cái phần giá tiền. Nhưng mình hoàn toàn có thể lựa chọn, à ví dụ đây này, vừa có văn bản mà vừa có video thì như nào đây, thì mình sẽ bấm một nút coi sự coi thử nha. Đó, thì đây là mình Hi, vừa có my văn name bản, is James. vừa có văn bản mà vừa có video. Thì có nhiều người người ta coi văn bản, người ta kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, và sau đó tới cái phần đặt mua hàng. Đó, đặt mua hàng đấy, thì bạn nhìn thấy chưa nào, thì nó rất là rõ ràng như vậy rồi. Thì mình sẽ lựa chọn nó một trong hai cái đó, có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác nhau để mình có thể lựa chọn. Nhưng ở đây là Sơn hay để ý tới cái việc là mình phải có là vừa có văn bản và vừa có video. Sau đó là mình đã đề xuất mình bán cái này. Và bên cạnh đó thì có một vài nhà cung cấp á, họ rất tốt bụng nha. Họ sẽ tạo ra sẵn cho các bạn á, là
là quà miễn phí luôn. Ví dụ như bây giờ bạn hoàn toàn có thể là gửi quà miễn phí tới cho khách hàng của bạn, sau đó tiếp theo là những cái email để mình chốt đơn, và nó có tạo ra hết rồi, thì bây giờ là mình chỉ cần copy và paste thôi, copy và paste và làm theo nó thôi, chứ mình không cần phải ngồi tái chế ra nữa, nên nó rất đơn giản để làm được chưa nào. Và đó là một vài những cái tiêu chí để mình lựa chọn sản phẩm. Thì bạn hãy nhớ rằng là có một cái lưu ý nữa, đó là mình hạn chế những cái sản phẩm nào đó mà nó là trading, những cái trading hoặc là forex, thì những cái sản phẩm này cái khả năng refund rất cao, khả năng refund rất cao, khả năng trả lại hàng rất là cao. Mà khi mà mình bị trả lại hàng á, thì cái ông Clickbank á, ông sẽ đánh giá cái tài khoản mình không tốt, và có thể là ông ấy sẽ không cho mình kinh doanh trên Clickbank nữa. Đó, nên mình hãy lưu ý những cái điều này. Và cái sales page đó nó phải đẹp, nó có đẹp, có hình, có chữ và có video. Thì đây là một vài những cái mà tiêu chí để mình lựa chọn một sales page đẹp. Và bên cạnh đó hãy nhớ này, ở đây này phải bắt buộc phải có một cái công cụ hỗ trợ cho cái người làm affiliate. Thì như vậy thì mình không giỏi tiếng Anh nhưng mình vẫn có thể làm được hết. Đó. Thì bạn muốn chọn cái mà hỗ trợ cho người affiliate thì nó luôn ở phía bên dưới này, đó là affiliate pay này. Đó. Được chưa nào? Thì trong quá trình mà các bạn đang coi video của tôi á, thì các bạn có thể là mình vừa coi và mình vừa thực hành luôn. Mình vừa coi mình vừa thực hành cái cách làm nữa làm sao không? Thì ở đây những cái video tiếp theo tôi chỉ cho các bạn, hướng dẫn cho bạn chi tiết hơn. Ok chưa nào? Còn muốn bạn còn nếu như bạn đang muốn nhận được cái bộ video miễn phí của tôi á, thì các bạn hãy vào đường link ở phần mô tả phía bên dưới để được nhận những cái bộ khóa học về hướng dẫn cách để mình có thể kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank. Và cái này là hoàn toàn miễn phí nha, và bây giờ nó chỉ còn giới hạn cho một vài người nữa thôi. Thì hãy nhanh tay để mình tham gia vào cái chương trình này, thì tôi sẽ dạy cho các bạn từ A đến Z cái cách mà tôi đang làm hiệu quả nhất, làm sao có thể kiếm được 1.000 đô la từ trên Internet. Ok, và video này thì tôi sẽ xin dừng tại đây, và chúc các bạn thành công và các bạn sẽ mau chóng kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ Internet. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì đừng quên bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi nào á, thì hãy comment bên dưới video này để tôi có thể trả lời nó cho bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.